Siêu mẫu bạch biến gây ngỡ ngàng với vóc dáng hoàn hảo khó rời mắt, Winnie Harlow thả dáng tuyệt đẹp trong loạt ảnh thời trang mới đây. Nàng mẫu bạch biến vừa tung bộ siêu tập giày mới do cô hợp tác cùng nhà thiết kế Steve Madden. Chân dài người Canada cũng làm mẫu chính cho các sản phẩm của mình. Dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Steven Klein, sau lần hợp tác đầu tiên, vào năm 2019, cô và nhà thiết kế Steve Madden tiếp tục tung ra các thiết kế giày cho năm nay gồm các kiểu dáng. Và, màu sắc rất thời thượng. Winnie Harlow tạo dáng tình tứ bên bạn mẫu nam. Cặp đôi có những sút hình đẹp như tạc tượng với vóc dáng vạm vỡ, và săn chắc của mẫu nam. Và body tuyệt mỹ của người đẹp sinh năm 1994 với chiều cao 1m75. Winnie Harlow là một trong những thí sinh tỏa sáng nhất sau khi bước ra từ cuộc thi tìm kiếm người, mẫu Mỹ America Next Top Model năm 2014. Mặc, dù có làn da bạch biến, nhưng cô gái người Canada gốc Jamaica không hề tự ti mà ngược lại rất tự hào và tự tin với nhan sắc của mình nhiều người cho rằng chính niềm tin vào bản thân là yếu tố quan trọng để cô có được thành công hiện tại hãy để lại bình luận của bạn nó sẽ giúp ích những người xem khác trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại